Thưa quý vị, thời điểm này các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh đang gấp rút ôn tập cho học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường đã triển khai hình thức ôn tập phù hợp giúp học sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này. Đây là hình ảnh ôn thi trực tuyến giữa thầy và trò trường trung học phổ thông chuyên Long An, thành phố Tân An. Dù là học qua màn hình máy tính, nhưng không chỉ thế mà sự tương tác hay không khí sôi nổi của tiết học bị giảm đi so với học trực tiếp. Từ nay cho đến cuối tháng 6 thì còn khoảng là 3 tuần nữa, các giáo viên sẽ tập trung ôn tập cho các em kiến thức trọng tâm, rồi có một tuần để dành cho các em là thi thử, và sau đó là củng cố lại và nâng cao thêm để cho các em chuẩn bị cho kỳ thi. Là một trong 24 trường của 5 huyện thành phố ôn thi trực tuyến do diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong khi ngày thi đang đến gần, nên cả thầy và trò cùng nỗ lực ôn tập để đạt kết quả cao nhất. Kiến thức thì trong lớp thì em cũng đã học xong hết rồi, và bây giờ cũng là giai đoạn ôn, là còn tinh thần thì em cũng còn hơi run, tại vì dịch bệnh thì cũng có hơi lo lắng một xíu. Em mong muốn dịch bệnh mau hết để em có thể thi đúng lịch và an toàn. Tới giai đoạn này thì tụi em đã có vững kiến thức để tụi em có khả năng tự học. Thế thầy cô bây giờ chỉ là hướng dẫn phương pháp để cho các em học là chủ yếu cô. Nên tụi em chủ yếu tập trung về khoảng thời gian còn lại để tự học. Với thời gian học online cũng không có nhiều. Nên tụi em phải biết tận dụng khoảng thời gian còn lại của mỗi ngày. Còn với những trường ôn thi trực tiếp như trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thông, huyện Châu Thành, nơi đây đã chia 17 lớp với gần 700 học sinh thành 35 lớp để đảm bảo giãn cách giữa các học sinh, vừa tránh việc học sinh tập trung đông tại trường. Điều bắt buộc là tất cả thầy và trò đều thực hiện nghiêm quy định 5K. Tụi em cũng rất là lo lắng, nhưng mà cũng phải giữ vững tinh thần để mà bước vào cái kỳ thi quan trọng nhất cái cuộc đời học sinh của mình. Nhưng mà so với tình hình hiện nay thì mỗi ngày, mỗi giờ đến trường thì phải tận dụng thời gian cũng như là các bài giảng của thầy cô ở trên lớp, và về nhà phải củng cố lại kiến thức, tự ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, toàn tỉnh có trên 16.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 38 điểm thi với trên 720 phòng thi, 50 phòng chờ. Kỳ thi này, Long An đặt mục tiêu cao nhất là diễn ra an toàn tuyệt đối về an ninh, nghiêm túc và đúng quy chế, đặc biệt là an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.